Và để sửa lỗi âm thanh thì chúng ta chỉ cần làm theo những bước hướng dẫn của mình ngay dưới đây. Cách đầu tiên chúng ta có thể làm đó là chúng ta sẽ reset lại máy, xem máy có vấn đề gì không. Nếu reset lại vẫn gặp vấn đề thì chúng ta sẽ sang cách thứ hai nha các bạn, là kiểm tra âm thanh đầu ra. Và để kiểm tra được thì chúng ta sẽ bấm vào Windows A để mở Action Center. Tiếp đó kích chuột vào biểu tượng hình mũi tên nằm kế bên biểu tượng âm lượng. Và bạn có thể chọn bất kỳ thiết bị mà bạn muốn phát ra âm thanh và kiểm tra lỗi mất âm thanh trong Windows 11 còn hay không. Đó là cập nhật phiên bản driver âm thanh mới nhất. Bước 1 chúng ta sẽ kích chuột vào nút Start Device Manager. Bước 2 tại đây tìm và mở rộng Sound, Video and Game Control. Bước 3 tìm và kích chuột vào thiết bị âm thanh của bạn đang bị lỗi. Bước 4 kích chuột vào Update Driver để cập nhật phiên bản mới. Nếu các bạn khắc phục được lỗi, xin chúc mừng các bạn.